Chào mừng quý anh chị đã trở lại với kênh của em Hoàng Xe Tải. Thì giới thiệu em Hoàng nhân viên kinh doanh. Thì bên em chuyên phân phối cái dòng xe tải từ 1 tấn tới 15 tấn. Thì sẵn đây em xin giới thiệu quý anh chị một mẫu sản phẩm FRM. Thì cái nhu cầu này phù hợp với dòng xe này phù hợp với nhu cầu của quý anh chị nào đang tìm kiếm một dòng xe tải mà thùng lẫn chiều dài khoảng là 2m45 á. Đó lọt lòng. Thì giá cả tầm khoảng là 170 đến 180 và trả ngân hàng tầm khoảng là 40 đến 60 triệu là nhận xe. Thì em nghĩ mẫu sản phẩm này cực kỳ phù hợp với quý anh chị. Thì sau đây em xin giới thiệu sơ qua về phần ngoại thất, nội thất cũng như là thiết kế xe, coi thử là nó được thiết kế như thế nào và tổng thể ra sao để quý anh chị có thể cân đối và mình cân nhắc sao cho nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình nhất. Đó. Thì như cái mẫu sản phẩm này thì rất là quen thuộc với quý anh chị rồi. Thì nó tuy là chạy thành phố thì nó bị cấm giờ thôi, chứ nó vẫn đa số linh hoạt, chạy thành phố vẫn được bình thường. Chỉ có một số cái giờ nó bị cấm giờ thì quý anh chị vô không được. Đó. Còn cái mẫu sản phẩm này được thiết kế nó được tối ưu nhất về tất cả các ngoại thất nè, nội thất. Và cái phần ngoại thất của nó được trang bị đèn, đó, hai công nghệ halogen và đèn xi nhan hai cụm hai bên. Và mẫu sản phẩm này được nhà máy Siri Moto sản xuất và được đang có chương trình ưu đãi từ 10 đến 15 triệu khi mà quý anh chị mua trong tháng này nha. Đó. Còn về phần mặt ga lăng thì em thấy được sơn đen ngay phần này thì giúp cho cái việc đây có một miếng lưới tản nhiệt nè. Đó, thông gió vô giúp làm mát động cơ cũng như là tiết kiệm nhiên liệu nhất cho mình trong những chuyến đường dài. Thì cái mẫu này theo em biết á thì động cơ nó tầm khoảng là 1.055. Đó, và tiêu hao nhiên liệu tầm khoảng 5 đến 6 lít 100.000 cây. Tùy vào cái cung đường quý anh chị chạy và cũng như là tài chạy nữa thì nó dựa vào thông số kỹ thuật thôi. Đó, để anh chị cân nhắc. Và đây có đèn phá sương nè. Thì với tài chính mà có tầm khoảng chưa tới 150 cho 370 mà quý anh chị có thể sử dụng một dòng xe tải nhỏ gọn mà chạy vào thành phố, cũng như là có một cái thiết kế cũng khá là đẹp. Đó, nó có hai màu cho quý anh chị là màu trắng và màu bạc. Đó, công nghệ là Euro 5. Và cái máy này nó không yếu nha quý anh chị, nó được máy là máy Italia thì rất là em thấy là cũng rất là ok luôn. Chỉ có cái ưu điểm nhược điểm của nó là cái phần cái gương nè, em thấy cái gương là nó không có chỉnh điện. Đó, nó phải chỉnh bằng tay. Và phần nội thất bên trong nè. Về phần nội thất bên trong thì em thấy nó được thiết kế tối giản nhất. Về phần ghế nè, là ghế hai chỗ ngồi và cũng như là ghế là chỉ đang chịu trang bị cho mình là ghế nỉ thôi, trần là trần nỉ. Và nó để cho em coi thử coi là nó có ưu điểm như thế nào. Ưu điểm thì em thấy là với tầm tài chính thấp mà mình có thể sở hữu là đó chính là vô lăng hai chấu này, radio đầy đủ. Cái phần này là khách em cân đối làm thêm nha quý anh chị, tại vì màn hình OLED này á nó vừa giải trí nè, vừa định vị việc map cho mình và cũng như là tất cả cung đường cấm giờ để có quý thể quý anh chị đi trong cái cung đường thành phố nó được an toàn và bảo đảm hơn. Còn hộp số nó là 5 số tiến một số lùi. Đó, 5 số tiến và một số lùi. Rồi, về cái phần về nhược điểm của nó thì em thấy thứ nhất là không có máy lạnh nè. Đó, quý anh chị phải làm thêm cái máy lạnh và cũng như là cái radio á thì quý anh chị thay bằng cái màn hình OLED là em thấy sẽ tối ưu nhất cho mình á. Rồi. Còn về kính thì em thấy kính chỉnh điện nha. Kính chỉnh điện thì cũng khá là ok rồi. Đó. Về phần nội thất là như vậy. Còn cái phần về phần thùng á là được anh em thiết kế là thùng lẫn dành cho khách hàng thì theo tiêu chuẩn á thì nó bằng sắt. Đó, em sẽ sơn thêm màu cabin luôn, nó sẽ rất là đẹp. Và quý anh chị cái mẫu này dùng xăng nha quý anh chị. Dùng xăng A95. Đó, khuyến khích của nhà sản xuất. Và cũng như là cái lớp xe thì em thấy là nó là Kasumina. Vỏ lớp là 5.5 R13 nè. Vỏ này là vỏ có ruột. Đó, chứ không phải vỏ không ruột nha quý anh chị. Rồi. Còn phần thùng của nó thì cái phần sắt này thì được đóng rất là kiên cố nha, rất là cứng. Và phần phía sau đuôi đèn á, thì có hai cụm đuôi đèn phía bên đây và một cái camera phía sau nè. Camera phía sau đây. Đó, còn phần dưới thì em thấy là cái phần đàn ngang đàn dọc và khung xương dưới cũng khá là chắc chắn rồi và có một cái lớp xe dự phòng dưới đây. Đó, thì theo tiêu chuẩn của mình mà có tầm tài chính như vậy thì em thấy cái xe này cũng khá là hợp lý để quý anh chị cân nhắc và lựa chọn. Đó. Rồi. Sau đây thì tổng thể xe là như vậy. Thì quý anh chị nào đang có nhu cầu quan tâm về cái mẫu xe này hoặc là cái mẫu xe mà theo nhu cầu của quý anh chị á thì quý anh chị cứ alo qua số điện thoại em, Zalo em để bên dưới. Đó, để em Hoàng có thể hỗ trợ tư vấn cho anh chị một cách tốt nhất.
về chương trình khuyến mãi cũng như là báo giá chi tiết về cái mẫu sản phẩm cho quý anh chị có thể cân đối và mình cân nhắc sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình đó. Rồi sau đây em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo nha.